Chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay là chúng tôi cũng đưa anh em đến một cái bất ngờ nữa, là trong cái kỳ đi vừa rồi là anh Tảo và anh Tân có đưa về một trong những cái lư nhỉ, hay là cái gì đây, cái bình vôi. Đang đây mình cũng hỏi về đấy là bình vôi này là dùng trong vua quan. Đây là lá trầu này, ba quả câu này. Đây, đúng nhìn từ nãy giờ là trung quân. Đây là một cái dấu ấn này. Có dấu à? Đây, có dấu này. Dấu cũng biết là trước là của ông quan, ông vua nào rồi. Nó là chữ gì? Từ đây mà. Đấy, còn dưới đít cũng có dấu ấn luôn. Đây. Đấy. Thì không biết là của ai dùng đến thì các bác tự... anh Tân ơi, anh lấy cái thước đây, hôm qua nào. Vừa rồi anh em mình cũng ấy rồi. Đúng là những cái chữ này thì chúng tôi cũng chưa biết đấy, chỉ biết là đây là những cái chữ hỉ đấy, không là hay là chữ gì đấy. Rồi rồi, cẩn thận tí. Một phát vỡ cả bàn luôn đấy. Nói chung là nói với anh em biết là giá trị cũng như là cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng không biết, nhưng biết đây là cũng con dấu này. Nếu bác nào hiểu hơn này. Anh đo chiều cao trước cho em ngó tí. Thử đo cho anh em xem bao nhiêu nhá. Đây này. Đây 82. Là 82. 82. 82 này, chiều cao này. Chiều cao rồi. Cao tính là thẳng nó bằng cái này sang này. Không, thẳng chứ, đứng thấp, đứng thấp. Đây, 31. 31. 30, 31 này. Tầm 31. Không, 31 là lẻ đúng không? Nó tính bằng 31 lẻ đúng không? Đấy anh em nhá. Thì đường kính của nó cũng ô đường kính 82, 82 phải là gần hai mấy à? À 27. 27. Quay cái đầu 27. Đây là một trong những cái bình vôi. Đấy nha, đấy mà sau nhá. Nặng không chân này, nặng không? Chắc nó cũng tầm khoảng 4-5 cân đấy. Đây trong cái vôi này. anh để em soi vào trong rồi, trong có vàng mà. Thực ra đây là cái bình vôi anh em ạ. Nên là chúng tôi cũng đang nhưng mà cái đắp con rồng cũng khá đẹp đúng không? 3 4 5 con rồng thì có ông Thái tám hoa, tám hoa chanh. Thế là hoa nữa. Dấu ấn. Hoa nữa này, 9 hoa. 9 hoa này. 9 hoa dấu ấn luôn, quay dấu ấn. Không, dấu ấn thì đây rồi, đây là một dấu này. Quay rõ dấu ấn đi. Đây, đây rồi. Anh chậm cái này đấy, cho cao vậy. Trên này mới là đấy. Đây nhá. Bảo đảm với em đây là bằng gốm đúng không? Bằng gốm đất lung. Đặc biệt là ba quả câu này rất là ý nghĩa. Đấy, này lá trầu đây này. Trước là đốt bằng củi bằng rơm. Ông nhìn làm tinh tế chứ anh này, làm cái lá trầu đây mà này, cái đuôi con rồng đây này, nằm đây luôn. Thứ hai là có cái đây là ba cục vàng đây nữa là ba quả câu. Đấy, là ba quả câu. Câu này già lắm rồi đây này. Râu này, già có râu này. Cái này râu câu. Nó có đào râu hoa đấy. Râu câu. Còn đây là đào đây cái cây lá trầu thì có câu đi. Đào. Đào đấy. Được. Đây là chữ song hỉ này, còn đây là dấu ấn đây. À chỗ đây chân rồng nó ẩn nó sang bên đây, còn đây là cái chân này. Đấy, chân là chân rồng đúng chưa? Cái này bữa sau anh em nào làm cây thì cái chân như này thì đẹp đây. Cái này đúng là bỏ vào cây còn đẹp. Chân móng. Đây có nó là tiền đây. Cái cổ tiền đây. Vậy rồng là tiền đây. Nó được mang đến phúc tài lộc hết rồi. Trời. Đấy. Cả tiền đấy. Đấy, tiền này. Vậy là tiền luôn. Tiền đeo cổ. Tiền đeo cổ. Vòng cổ tiền. Vậy là con này vẫn là rồng đeo vòng tiền. Nói chung là quá tuyệt vời cho một cái tác phẩm nghệ thuật mà trước đó là người nghệ nhân người ta cũng đã làm ra một cái bình vôi như này. Thực ra là cũng khá là nhiều, anh Tảo có nhận không? Khá là nhiều cái là mình cũng đã từng qua rồi. Ngày xưa có những cái bình vôi mà các cụ cũng đã ấy rồi, nhưng mà cái bình này thì... Đấy gọi là đồ đào. Anh Tảo đây cũng là một trong những người sưu tầm rất nhiều đồ cổ. Ngày xưa anh cũng đã có những cái mâm, những cái đồ hiện vật trong gia đình mà chắc chắn là đang gần cất. Hôm nay là... Tôi cũng nhiều rồi, nhưng mà cái này tôi cứ thích. Và cái này cũng chơi lắm, cái này thực sự là muốn bán. Đồ thì nói chung là nó cứ ở người này ở người kia với giá trị anh ạ. Đây con rồng anh nhá, thế tí nữa là hỏi giá cho anh em tham khảo thôi. Bác nào nhanh thì nhanh tay thì được, hiểu được giá trị của nó được thì chúng tôi cũng không rõ được cái giá trị ở đây, nhưng mà chủ nhân thì anh Tân này sẽ báo cho anh em cái giá hợp nhất. Có khi là đang báo ở đây mà anh em tôi cũng đã nhật giật lại rồi, nên là các bác cũng hết sức thông cảm. Cái video này đăng lên thì ra là nó cũng qua tay ai rồi, thì người đấy cũng người ta tự lưng giá lên, thì mà các bác muốn sở hữu lại thì việc của các bác thôi. Cái này nhiều tiền không anh Tân?
Thế này thì thực ra là hai anh em bạn là vẫn chưa chơi mà chưa ai hiểu cho ai. Rồi đấy, nên là anh em cứ tham khảo qua số điện thoại đúng không? Cứ để anh em có người trả 15 để thời gian để ta tính. Rồi. Đang thích. Còn nếu mà anh mà giữ lại thì bữa sau anh làm nhà anh cứ đóng một cái hộp anh đặt vào đấy hộp kính em chơi. Rồi. Cho nó đảm bảo. Chơi cái cổ vật đồ vật của cổ vật ngày xưa này nó khá đẹp. Thôi, chúng bonsai sai cũng xin được lưu lại một chút cái hình ảnh này rất là rõ nét để cho anh em nào mà thực sự đam mê cũng như là muốn sở hữu em nó thì sớm còn kịp. Đấy. Rồi cái chuyện đồ cổ hay không cổ thì chỉ có những người ta hiểu giá trị của nó người ta biết thôi. Thực ra là mình cũng không hết được. Mấy năm cũng được. Cái này nó là hiện thực mẹ đâu. Đây. Đây. Chụp cái ảnh nào. Giơ lên. À đây là giữa cẩn thận con này. Còn có một cái lịt không này được. À nhìn đây nhá. Đây. Ok. Quay mặt trước đi. Hàng đi đấy, hàng về. Ok.